Hạ Vi quyết định chia tay Cường Đô La để tìm cho mình con đường riêng. Sau những ồn ào không đáng có về chuyện tình cảm, Hạ Vi đã quyết định chọn con đường riêng và gạt bỏ những gì đã qua để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Từ sau khi công khai yêu Cường Đô La, Hạ Vi được cũng nhiều mà mất cũng nhiều. Có thể thấy, trước đây Hạ Vi chỉ được biết đến là cô nàng hot girl mỹ nữ và người mê. Nhưng từ sau khi yêu Cường Đô La, được mọi người và giới truyền thông quan tâm nhiều hơn. Mỗi lần được đại gia phố núi lái xe chở đi sự kiện, cô luôn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, các sự kiện liên tục mời và gọi, thậm chí còn đá chéo sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai nữ chính trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Từ khi yêu Cường Đô La, Hạ Vi nhận được hạnh phúc như biết bao người đẹp khác, được bạn trai quan tâm yêu thương và tặng những món quà đắt tiền. Thế nhưng từ khi đặt chân vào chuyện tình cảm với vị đại gia này, cô cũng gặp nhiều thị phi. Bởi mối tình của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà trước đó đã quá nổi tiếng, được nhiều người quan tâm. Bên cạnh những lời khen sự ngưỡng mộ cho cô, thì Hạ Vi cũng phải nghe những lời bàn tán phán xét của dư luận. Chỉ cần một hành động nhỏ, một câu nói của Hạ Vi cũng được phân tích để xem xét liệu cô có đang nhắm đến Hà Hồ hay không. Mỗi lần Cường Đô La đưa con đi chơi với vợ cũ, người ta cũng muốn biết cảm nhận của Hạ Vi ra sao. Những điều đó thực sự khiến cho người đẹp vô cùng mệt mỏi. Cũng đã nhiều lần, Hạ Vi dính nghi án rạn nứt với Cường Đô La, nhiều lần khóa Instagram, Facebook cá nhân, nhưng rồi mọi người vẫn thấy Cường Đô La và Hạ Vi hạnh phúc bên nhau, dù ít khi đại gia trực tiếp dành những lời nói ngọt ngào, dài dòng dành cho bạn gái trên trang cá nhân. Mới đây, Hạ Vi đã bất ngờ chia sẻ những suy nghĩ của mình về chuyện tình cảm riêng tư cá nhân. Cô cho biết, suy nghĩ rất kỹ và cũng rất lâu để bày tỏ với những người yêu quý Vi về chuyện riêng tư của bản thân. Vi hiểu rằng đã là chuyện riêng thì nên tự giải quyết và không nhất thiết phải nói với bất kỳ ai. Thế nhưng thời gian qua, chuyện Vi yêu ai thế nào, đi đâu, đi bằng cái gì đều được đưa lên mặt báo và thậm chí đôi khi tên mình bị lôi vào những câu chuyện nào đó không của riêng ai. Những điều như thế này cứ tiếp diễn hoài, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân Vi mà còn ảnh hưởng tới người thân. Vi cảm thấy bất lực cũng như có lỗi vì không thể làm gì để làm mọi người dễ chịu hơn. Ngày hôm nay, Vi xin được gửi lời tới những người bạn bè, người thân yêu quý rằng Vi quyết định chọn cho mình con đường riêng để bước đi và gạt bỏ những gì đã qua để chuẩn bị cho những hành trình cuộc đời kế tiếp. Vi cũng mong mọi người tôn trọng quyết định này và sẽ ủng hộ cho Vi trên con đường sự nghiệp sau này. Ngay sau lời chia sẻ của Hạ Vi, nhiều bạn bè fan đã động viên cô cố gắng mạnh mẽ hơn để vững bước trên con đường đã lựa chọn. Có ý kiến cũng thẳng thắn nói rằng, phải chăng mỹ nữ và người mê đã quyết định chia tay Cường Đô La để chọn cho mình một con đường riêng để bước đi. Cô muốn mọi người chú ý đến một Hạ Vi thành công trong sự nghiệp, chứ không phải một mỹ nữ ồn ào về chuyện tình cảm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!